dở dàng phần đời. Là em đã từng đang nằm rồi á. Cứ đi quan thiên cho tôi bấm trước nè, ở đây nè. Rồi mai bên sông tình, chị Diệu sẽ là người nhà. Bước chân vô nhà tôi á, con phải bước qua cái lỗ lớn lòng này nè. Yêu hiu hoài sầu cô em hạnh phúc đi con. Lối xưa tình tan dấu buồn thắt theo bên đường như cánh giạc khuya yêu sầu kêu thương. Có bọn rốt của nhà chồng của em về cho mày đẻ nha. Trời ơi sống căng dòng tố cuộc anh đời bầu. Tôi em xin anh cứu em đi con mộng đang sao người sao đôi ta ân tình vì đâu trôi mặt bụi tại sao lại như tôi người sao qua vô tình mặt dở dang đời. Mà nói con biết đi, sao Diệu chết rồi mà mọi người không có để cho cổ được yên? Sao mọi người vu oan giáo họa cho vợ con vậy? Con lại nghe ai nói ra nói vô rồi về đây kiếm chuyện với má phải không? Tại sao con không chịu hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao? Đầu đuôi sao con không cần biết? Con biết chắc chắn một điều là vợ con không phải là người như vậy. Phát à, má biết là con đau lòng vì vợ mới mất. Má cũng đau lòng lắm con biết không? Vì trong nhà đã xảy ra những chuyện không hay. Nhưng mà sự thật á là con dì nó có làm chuyện đó. Má cũng muốn bình vực nó cũng không được. Chuyện này con thấy không? Chuyện này má giải quyết trong gia đình. Má không thưa kiện gì hết. Làm như vậy á là má đã giữ danh dự cho con Diệu và gia đình bên nó. Con còn trách má cái gì nữa? Má tin con đi. Diệu không phải là người như vậy. Diệu không phải là người như vậy mà. Bác à, má tin con đi má. Tin hay không á thì chuyện này má đã cho qua rồi mà. Con đừng thèm quan tâm tới nữa. Bây giờ con bình tĩnh lại đi. Con lo lắng công việc từ trước tới giờ giùm má đi. Đừng có suốt ngày lẩn quẩn bên mộ của con Diệu. Làng xóm người ta đồn đãi bậy bạ. Mệt lắm con. Không, con không có để vợ con chịu tiếng oan. Con không có để cho con của con không có họ hàng bên ngoài. Phát, đứng lại đó. Má cấm. Má cấm những người bên nhà con Diệu lui tới đây. Má không muốn một người nào bên đó tới nhà này. Con cãi má. Má chết cho con coi. Chết cho con coi. Trời là trời, tại sao tôi lại sanh ra một thằng con như vậy nè. Trời. Bông. Cậu hai. Cậu ra ngoài này với tôi một chút. Dạ. Mà đi đâu vậy cậu hai? Không lẽ cậu hai đã biết chuyện rồi sao? Anh Bông, anh sao vậy? Tôi muốn nhờ anh đi ra phụ tôi đóng cái cầu ao mới. Mình bỏ cái cầu ao cũ đi. Thì ra là chuyện đó. Thank you.
Phong, anh sao vậy? Cậu ơi, dưới đó có rắn. Anh vậy mà cũng sợ rắn nữa hả? Rắn ở dưới nước thì sợ cái gì? Thôi được rồi, anh làm trên bờ đi, tôi xuống nước cho. Không biết kỳ này có chuyện gì mà sao anh hai gửi thư cho Loan? Thì Loan cứ mở ra coi đi. Chừng nào em về, anh có việc quan trọng cần em giúp đỡ. Bây giờ Loan có đoán được là có chuyện gì không? Có khi nào là chuyện hôm trước mà chị ba viết thư lên kể không ta? À, có phải là cái vụ mà chị Diệu cầm giấy phép kinh doanh nhà máy đi cầm phải không? Chắc là như vậy. Nhưng mà ngày chính Loan, Loan cũng không tin là chị hai dám làm chuyện đó. Chắc anh hai vì bức xúc chuyện này cho nên muốn làm cho ra lẽ đó. À, Loan, bây giờ Loan tính sao? Bây giờ Loan cũng nóng lòng lắm, nhưng mà về chưa có được. Chắc là Loan sẽ viết thư cho anh hai, kêu ảnh ráng nhẫn nại, chờ Loan học xong cái khóa này rồi Loan về luôn. Tính vậy cũng được. À, nhưng mà Thái giúp được gì cho Loan á thì Loan cứ nói nha. Loan biết rồi. Chào anh. Diệu ơi, Diệu. Diệu. Ủa, sao anh chạy ra đây vậy? Anh ngủ dậy không thấy em, sao anh chạy ra đây kiếm em? Em ra làm gì á? Em ra đây giặt đồ. Anh tìm em có gì không? Không, anh ngủ dậy không thấy em là anh đi tìm mà. Anh muốn lúc nào anh cũng nhìn thấy em hết á. Mà làm gì em phải ra tuốt ngoài này để giặt đồ? Tại em thấy giặt ở trong nhà được rồi. Tại em giặt ở trong đó bắt con bé Lượm gánh nước ra vô, tội nghiệp bé nó. Với lại em giặt ngoài này rộng rãi thoải mái hơn. Nhưng mà em phải cẩn thận, cái ao này sâu lắm. Trời, em lớn rồi mà, đâu phải con nít đâu. Em lớn nhưng mà không biết bơi thì cũng là con nít à. Sao anh biết em không biết bơi? Anh gần em á. Không, ý anh không phải nói vậy. Ý anh là anh nhìn em á mà anh nói lộn là anh gần. Anh để ý em á, lúc mà em không biết bơi á thì anh biết là em không biết bơi. Rồi thì em không biết bơi, được chưa? Rồi giờ mình nhặt đồ nha. Diệu ơi, anh phải làm sao để mà giải quan cho em đây? Còn tới đây làm gì nữa? Loan à, anh muốn nói chuyện riêng với em. Giữa tôi với anh không còn chuyện gì để nói hết. Anh đi về đi, đừng có làm phiền tôi. Nè, anh định dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Loan một lần nữa hay sao? Anh đừng có mơ. Anh nghĩ là bây giờ yêu cầu nói chuyện riêng với em chắc là em khó chấp nhận. Thôi thì anh nói luôn vậy.
Hôm nay anh tới đây là để nói lời xin lỗi em. Lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi không cần điều đó nữa. Anh biết em sẽ mãi mãi không bao giờ tin những lời nói của anh. Nhưng Loan à, anh cần phải nói với em, anh thật sự hối hận. Anh thật sự thấy xấu hổ vì những điều mà anh đã làm. Được rồi, được rồi. Nếu như đó là lời xin lỗi chân thành của anh thì tôi tha lỗi cho anh là được rồi chứ gì. Được, tôi tha lỗi cho anh đó. Và tôi cũng lặp lại một lần nữa, là kể từ giờ phút này, hãy xem như giữa tôi và anh chưa từng có sự quen biết. Nếu như anh còn có lòng tự trọng, chắc anh sẽ không tới làm phiền tôi nữa chứ. Anh cảm ơn em. Bây giờ thì xin vĩnh biệt hai người. Nè, khoan đã. Anh nói cái gì? Vĩnh biệt hả? Anh định giở trò gì nữa đây hả? Tôi sẽ về quê sinh sống. Chắc là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Anh về quê sao? Bỏ hết những tham vọng để trở về hả? Có lẽ là em không tin. Nhưng giờ đây anh mới hiểu đâu là giá trị thật của một con người. Nếu anh nói được như vậy thì tôi xin chúc mừng anh. Chào anh. Cậu hai, tôi có tội lớn với cậu Mượn. Tôi ân hận lắm rồi. Nhưng mà tôi biết phải làm sao đây. Tôi phải làm sao để bù đắp cho cậu Mượn. Ôi, nín đi Lộc ơi, ngủ đi thím ba thương nha. Lộc ngoan nha. Nín đi. Khóc nữa tao bóp cổ mày chết nghe chưa. Thằng quỷ con. Trời ơi, cái gì mà khóc hoài vậy? Bóp họng cho nó im đi. Bực cái mình à. Ôi Lộc à, nín đi. Nín đi. Sao nó khóc dữ vậy con? Ẵm nó ra đây cho má. Dạ. Đưa nó đây. Sao con? Con coi trong mình em nó có kiến cắn gì không mà nó nhất định không ngủ là không ngủ. Dạ con coi rồi má, đâu có bị kiến cắn đâu. Sao con? Má. Nè nè nè, qua ba. Rồi, đi. Con qua ba nè con. Ôi. Vậy là nó không chịu rồi thằng cha nó. Thành ra nó không chịu qua phòng của con đó. Dạ, con tính để nó trong phòng con để tiện chăm sóc hơn. Thôi, thím ba chăm sóc bé Lộc cả ngày được rồi. Để tối tôi chăm sóc cho. Trời ơi, con đàn ông con trai, con biết cái gì mà con chăm sóc cho nó. Con của con lo được. Cái thằng thiệt tình luôn.
Thôi con về phòng con ngủ đi. Để coi coi nó lo được hay không cho biết à. Dạ. Đi đi con. Vậy má ngủ luôn nha má. Ờ. Kiếp trước á, chứ mình mắc nợ má con nó hàng sao á. Cái gì mà khóc hoài vậy? Bóp hồng cho nó im đi. Bực cả mình à. Vậy là ngay cả chồng mình cũng không muốn thằng quỷ đó tồn tại ở trong cái nhà này. Được, vậy là tốt. Sao thì má chồng mình mới ghét bỏ nó, trả nó về cho bà ngoại nó nuôi. Làm sao đây? Mợ hai à, tôi lỡ dại gây ra tội lỗi tày trời với mợ. Cho dù bây giờ có làm gì cũng không thể nào bù đắp được. Nhưng xin mợ hai hãy hiểu cho tôi. Tôi thật lòng ăn năn hối hận lắm mợ ơi. Anh Mông, anh làm gì vậy? Ờ, anh ơi, anh đóng cái củi cho thằng Lộc. Ai kêu anh làm chuyện này? Không ai kêu hết, là tự anh làm. Thì ra là anh cảm thấy lương tâm cắn rứt, nên anh muốn bù đắp lại chứ gì. Được thôi, nhưng mà tại sao anh không nói trước với tôi? Anh nghĩ chuyện này đâu có gì. Chuyện này mà, nếu mà mình làm căng quá, không chừng anh ta sẽ chống lại. Chi bằng anh à, ý em nói là anh đóng cái củi cho thằng Lộc á là chuyện nên làm, nhưng mà em muốn anh phải bàn bạc trước với em tất cả những gì anh muốn làm, như vậy có phải là vui vẻ hơn không? Tụi mình bây giờ chẳng khác gì là vợ chồng, anh đừng tự ý quyết định điều gì mà không hỏi qua ý của em nha. Nếu không thì em sẽ giận đó. Thôi được rồi, từ nay anh có làm gì á, anh sẽ nói cho em biết. Anh làm ơn, đừng có thấy mình là kẻ có tội nữa. Không khéo mọi người nhìn vô rồi biết hết sự thật sao? Anh biết rồi. Con gái ơi, dậy ăn trái cây đi con. Dậy đi con.
Con. Dạ. Má có chuyện này muốn nói với con. Chuyện gì má? Con cho má mượn lại giấy phép kinh doanh nhà máy lần nữa nha. Má. Má đừng nói là bây giờ con đem mấy cái giấy phép kinh doanh đó qua cho má rồi má đem đi cầm nữa nha. Trời ơi là má không có được đâu. Má có biết là hả con khổ sở lắm vì mấy cái chuyện lần trước mà má gây ra không? Má chồng con á chịu bỏ tiền ra chuộc giấy tờ về mà không có làm lớn chuyện là con mừng muốn chết rồi. Bây giờ mà má còn... Thì má quen bà hai lâu rồi. Má hiểu cái tánh của bà. Đối với bà hả? Sĩ diện, danh dự gia đình là trên hết. Đời nào bà làm cho mọi chuyện trở nên sùm. Mà nhờ như vậy á mà má con mình mới thoát tội. Chứ nếu mà bà làm tới nơi tới chốn á là má con mình nó chỉ có con đường chết thôi à. Con à, bây giờ con Diệu nó mất rồi. Giấy tờ sổ sách cũng vào một tay của con. Con, cho má mượn lần này nữa đi. Má hứa với con á, chỉ vài tháng sau, má sao chỗ khác má chuộc lại cho con. Thiệt tình á, má lúc nào cũng đẩy con vô đường chết không à. Má cũng vì con thôi mà. Con, Kim Mỹ, nha. Thôi được rồi, mà con nói trước á, con chỉ cho má mượn vài tháng thôi. À, má hứa, má chuộc cho con mà. Nè, ăn đi con, vì hôm má gọt á, má mua đỏ và ngọt lắm á con. Thôi, ăn mấy dưa hấu nó ngọt lắm, ăn xoài ngon hơn nè, chua chua mới ngon. Con thích ăn chua hồi nào vậy? Ha, nào giờ con đâu có thích ăn chua đâu. Má. Hả? Không lẽ con đúng rồi. Vậy là con thành công rồi má ơi. Con tính lại coi, con trễ kinh bao nhiêu ngày rồi? Tính con đi con. Không tính được đâu. Con có kinh lung tung hết á. Nhưng mà để con coi. Nếu mà tính từ tháng trước, là con trễ kinh 2 tuần. Hai tuần? Dạ. Vậy đi. Má con mình đi. Đi đâu? Thì đi qua, báo cho má chồng con biết chứ đi đâu. Khoan đã, con muốn mọi chuyện thật chắc chắn rồi con mới nói cho bà biết. Con nói như vậy là đúng quá đó. Ăn xoài tiếp đi con. Nè. Ủa, anh hai mới về hả anh hai? Lộc ngủ rồi hả tiêm ba? Dạ chưa, nó còn nằm chơi ở trỏng á. Em đang định bồng nó ra nè. Tiêm ba con làm gì làm đi, để anh Lộc cho tôi. Bộ, hôm nay anh hai không ra nhà máy hả? Hôm nay ít lúa, tôi mượn tí coi chừng rồi. Dạ, vậy em xin phép chạy về bên nhà một chút nha anh hai. Má có hỏi anh hai nói lại giùm em nha. Tôi biết rồi. Dạ em cảm ơn anh hai. Sữa cho bé Lộc á em pha rồi đó. Có gì khi nào mà nó đói á anh cho nó bú giùm em nha. Cảm ơn tiêm ba. Dạ em cảm ơn anh hai. Ba đây, không ai chơi với con hả? Ôi, thương lắm á nha, thương Lộc lắm nha, thương em Lộc nha. Không ai chơi với con hết hả? Thank you.
con ơi, thằng nhỏ nó ngủ rồi mà thằng Hiền nhất định không có rời ra. Hai cậu cháu nó nắm tay nhau ngủ trống đó. Con à, cho nó ngủ một chút rồi ẵm về được không con? Dạ được. Má, con thấy con có lỗi với má với thằng Hiền nhiều lắm. Thôi mà con, má đâu có trách con. Chỉ tại số con Diệu nó khổ. Dạ không, con nhất định phải đòi lại công bằng cho Diệu. Nhất định đó, thằng Lộc sẽ đàng hoàng tới lui nhà ngoại nó. Má tin con, má ráng chờ con nha má. Ừ. Má cũng thầm gian giái Phật trời, gian giái vong linh của cha con Diệu. Cứ nghĩ tới nỗi oan của nó là lòng má đau như xác muối vậy đó. Má quên nữa, tối hôm qua má có mai thêm mấy cái quần yếm cho thằng Lộc. Để má vô má lấy cho con mang về nghe. Má, thôi để bữa khác con lấy cho. Đâu rồi ta? Sao nhà vắng que vậy ta? Mỹ. Ờ, dạ. Thằng Lộc nó thức dậy chưa? Ẵm nó ra cho má chút coi. Dạ con không biết nữa má. Cái gì? Không biết là làm sao? Dạ tại hồi nãy anh hai biểu con á là để thằng Lộc cho anh hai canh. Rồi giờ con không thấy anh hai với thằng Lộc ở đâu hết. Trời đất ơi, nó ẵm thằng nhỏ đi đâu mới được chứ. Dạ má, con nghi là má con của thằng Hiền xúi giục anh hai ẵm thằng Lộc về bển á. Chắc là vậy rồi, chứ nó còn ẵm đi đâu được. Dạ. Nè Mỹ. Dạ. Con mau qua bên đó bắt thằng nhỏ về đây liền cho má. Đi. Khỏi cần. Đi đi. Dạ. Con về rồi. Trời đất ơi, con ẵm thằng nhỏ đi đâu vậy? Hả? Con cho bé Lộc ra thăm mộ Diệu. Cái gì? Mày dám ẵm thằng nhỏ ra chỗ mồ mả đó hả? Phải đó anh hai, như vậy là không có nên đâu. Với lại hôm nay á, người ta đồn rùm lên là hồn ma của chị Diệu Hiền về. Tôi đang mong Diệu Hiền về nè. Phát, mày điên rồi hả? Mày muốn hại cháu nội tao hả? Đưa nhỏ cho tao. Lộc nó mệt rồi, con cho nó vô nghỉ. Trời trời, cái thằng này nó không thèm đếm xỉa gì tới cái lời nói của tôi nữa hết á. Coi đó. Má, con thấy anh hai vậy á, con thấy lo quá. Lúc nãy con nói làm sao? Hồn ma con Diệu hiện về là làm sao? Mình có thể lợi dụng chuyện này. Dạ, mấy bữa nay con đi tới đâu á, con cũng nghe người ta đùng rùm lên, nói là hồn ma của chị Diệu hiện về, đi lảng vảng khắp làng khắp xóm, lại còn hát tru con, dắt da dắt dẻo. Nhảm nhí. Má sống gần cả đời rồi, có thấy ma bao giờ ở đâu? Thiệt tình á, là con cũng không tin. Nhưng mà con nghe người ta nói quá cho nên con cũng sợ lắm á. Nhất là... Họ còn nói gì nữa? Dạ, họ nói là những người chết giống như chị Diệu vậy, thượng linh lắm. Quan hồn gì còn dương vấn nợ trần, nên họ không chịu đi đầu thai. Thường họ hiện hồn về để quấy phá và bắt những người họ thương. Ví dụ như... Nội Lão! Cái gì phát? Diệu không bao giờ phá phách người khác. Dạ anh hai, em chỉ lặp lại những lời mà người khác nói thôi mà. Toàn là những lời bị đặt.
Diệu có hiện hồn về á là gặp cha con tôi nè. Phát, tuy má không tin những lời đồn đãi, nhưng con cũng không nên ẵm thằng nhỏ ra chỗ mồ mả đó. Lỡ thằng nhỏ nó bệnh rồi sao? Từ nay em muốn ẵm nó đi đâu á phải hỏi má một tiếng, nhớ chưa? Cái thằng thiệt. Bà Kim Anh, bà Kim Anh ơi, chắc bà trốn rồi á. Cái tiệm này nè, bà trưng đồ ra để lừa người ta thôi. Toàn bộ đồ ở trỏng á là đồ giả không à. Còn bà bây giờ á, bà trốn mất tiêu rồi. Bà cứ hẹn lần hẹn lượt mấy tháng nay rồi, cứ tưởng là bà kẹt vốn. Ai ngờ đâu á là bà mắc nợ tứ tung luôn. Đập đi, đập nát cái tiệm này đi. Tưởng gì đồ giả không à. Bà con những ai mua vàng ở đây nên đem đi thử hết đi nha. Ừ, đập đi, đập nát cái tiệm này đi. Thôi, đập nát cũng vậy à. Hai gì đi kiếm bả cho rồi. Kêu gọi các chủ nợ ký tên, đưa bả ra tòa đi. Ừ, ừ, mình đi, mình đi, đi, đi. Em, nè, cho cô hỏi thăm coi ở đây có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy? Chị không hay biết gì sao? Bà Kim Ánh á, bà mắc nợ tứ tung luôn. Bây giờ chủ nợ bao dây bà? Trời đất ơi, vậy hả? Rồi bà Kim Ánh ở đâu rồi? Đố bà dám ở đây. Bà ở đây, tôi xé xác lột da bà. Bà lấy tiệm vàng này á để che mắt thế gian này, vốn liếng sạch hết trơn rồi. Trời đất ơi, vậy đó hả? Bà trốn rồi. Cảm ơn ngang. Trời. Đi nhanh đi, kêu cửa bà đi. Bà trọng chứ đâu? Nhà bà ở đây nè. Ừ, đi vô coi. Kêu cửa đi. Vô bà có nhà không? Bà có nhà không? Kêu đi chị. Kêu cái gì đi vô thẳng luôn. Ừ, vô. Nhanh đi. Đồ lừa gạt người ta à. Mấy giờ sớm vậy? Má nói hôm nay là má đi chợ mua đồ lên chùa cúng mà. Không có đi nữa, không có đi đâu nữa hết á. Dạ vậy con rót nước cho má uống nha. May quá vẫn còn. Ủa má, bộ má định tìm gì hả má? Má nói con để con tìm phụ má cho. Không cần đâu. Dạ vậy má qua con mời má uống nước. Để đó đi, nè nghe tôi hỏi nè, bộ hồ sơ nhà đất đâu, đem ra cho tôi coi. Dạ má có chuyện gì hả má? Má cần mấy cái thứ đó để làm cái gì? Lạ chưa, mắc cười quá à. Giấy tờ đó là của tôi, tôi muốn coi giờ nào cũng được hết trơn á. Bây giờ sao cũng được hả? Dạ, dạ 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 được. Vậy sao không đi lấy? Dạ, để con đi lấy, má chờ con một chút. Có chuyện gì mà cái bà già đó mà lại đòi có giấy tờ chứ? Hay là bà đã nghi ngờ điều gì đó? Có khi nào nó bắt chước con Diệu đem giấy tờ đi thế chấp lấy tiền cho má nó? Cũng may á, cũng còn may. Thank you.
Con. Con, vô đây. Vô đây ngồi. Sao rồi con? Con có đem giấy phép kinh doanh qua đưa cho má không? Dạ không. Con không thể nào mà đưa giấy phép cho má ngay bây giờ. Tại sao? Con có biết là má đang cần nó lắm không? Con biết. Nhưng mà má ơi, má hiểu cho con đi. Con cũng suy nghĩ kỹ rồi. Giấy phép á, mới được chuộc về. Dù đó mọi người vẫn chưa quên. Bây giờ má lại đi lấy, má đem ra thế chấp liền á. Con sợ lắm. Má ráng chờ thời gian nữa đi. Khi mà mọi việc lắng xuống á, con lấy con đưa cho má. Bây giờ mới biết phải làm sao đây? Thì giờ má ráng xoay sở mượn chỗ nào tạm đi. Má cùng đường rồi con ơi. Má hết đường rồi má mới nhờ tới con. Giúp má đi con. Nha. Nha, giúp má đi. Hên thiệt á. Hình như là mình đã có lên tính báo trước chuyện này hay sao á. Đây. Dạ. Đủ rồi. Bây giờ bộ hồ sơ này má giữ. Con khỏi mất công. Má, bộ con có làm gì má không hài lòng hả má? Không, không có gì hết á. Quên nữa, sáng giờ con có gặp má con chưa? Dạ chưa, có gì không má? Trời, thiệt là xấu hổ đó. Thiên hạ người ta bu đen trước cửa tiệm vàng của má con đó. Má con vợ biến mất tiêu rồi. Mà nè Nhan, tôi dặn trước nha. Hai má con muốn gặp nhau, muốn về ra ở ngoài đường ở đâu nha. Không có được kéo về đây à. Phiền phức á, rồi tai tiếng tới nhà tôi nha. Trời, có chuyện đó sao? Ủa, vậy là cái chuyện nợ nần ở nhà mày, mày không biết hay sao? Dạ, con không biết gì hết má. Vậy là đúng rồi. Điều này là cờ bạc đề đón gì rồi nè. Mới tan cửa tan nhà vậy đó. Mới mấy bữa trước nè, gặp bả đó hả, tao nói ăn gì ngất trời luôn. Ai mà có ngờ thiệt á. Má ơi, vậy con xin phép má, con chạy qua nhà có sao nha má. Muốn đi đâu đi, muốn làm gì đó làm. Miễn là đừng có làm liên lụy tới cái nhà này là được rồi. Dạ con xin phép. Mà không chừng giờ này á, chủ nợ á, nó dây kín nhà bển rồi cũng nên. Nghĩ mặt ớn. Bà đã cố tình bà trốn thì mình có xông vô đi nữa cũng không còn cái gì để mà xiết đâu. Theo tôi á, tụi mình phải đồng lòng ký tên vô đơn để thưa bà. Để coi chính quyền họ giải quyết như thế nào. Thôi được rồi. Mình đi làm đơn đi. Lên chính quyền đi. Đi. Xong nói cho mình biết ta. Hay là con vô đây không vậy? Không ai thấy hết. Họ về hết rồi. Con gái của má, má lại làm khổ đến con rồi.
ơi là má, tại sao mà má ra nông nổi như vậy? Không phải là má nói với con là má có thể cầm cự thêm một thời gian nữa hả? Má đuối sức rồi con ơi. Vậy bây giờ má phải làm sao đây? Còn con sau này phải ra sao hả má? Má xin lỗi con, má xin lỗi con thật nhiều. Con gái của má, nghe má nói nè, sở dĩ má còn nấn ná ở đây vì má muốn gặp con để dặn dò con mấy câu. Má, nghe lời má, bình tĩnh, không được khóc, nghe lời má dặn nè. Tạm thời má phải trốn đi xa một thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống má mới có thể trở về. Còn con phải tiếp tục ở đây có biết không? Má ơi, nhưng mà chắc gì con đã mang bầu. Má tin là thật. Má nhìn con, má tin đó là sự thật. Má ơi, con ơi, con phải ráng nhẫn nhịn, làm bằng mọi cách để cho tài sản của họ thuộc về con. Má biết con ở lại sẽ rất nhiều cay đắng, con phải cố gắng nhẫn nhục. Cái nhà đó tất cả sẽ thuộc về con. Con ráng nha con, ráng nha con. Bây giờ con về đi, má phải vô má chuẩn bị, trời sắp tối là má phải đi. Má, má, má xin lỗi con nha. Mỹ à, Mỹ, Mỹ, cái Mỹ ơi. Dạ. Mỹ, trời đất ơi, giờ này ngủ hay sao vậy? Thiệt. Ôi. Dạ, má gọi con hả má? Thằng Đạt nó vẫn chưa về hả? Dạ chưa má. Riết rồi, tao cũng không biết tụi bay vợ chồng kiểu gì. Chồng chưa có về mà vợ bỏ đi ngủ được. Dạ con. Tưởng đâu á, cưới vợ về là có người nhắc nhở động viên nó, ai về còn tệ hại hơn nữa. Nói lại với thằng Đạt á, đừng có tưởng nó lấy tiền nhà máy nó tiêu xài mà tao không biết nha. Vừa phải thôi, làm quá tao tống cổ hai vợ chồng ra riêng nha, không cho một cắt. Mình có nên nói cho bà biết mình đã có thai không? Để ngày mai đi khám, nếu chắc chắn rồi hãy nói. Kim Mỹ ơi, Kim Mỹ. Kim Mỹ ơi. Chết rồi. Kim Mỹ ơi, em có ngoài này không vậy? Tình em có ngoài này không? Dồi dàng. Má con mày sẽ được đoàn tụ với nhau. Thắt lòng lệ đắng. Ta dời ta đèn trong mơ. Sao em có thể nghĩ ra thêm cái chuyện ác độc như vậy? Em không sợ linh hồn của mà hai nhà có quán sao? Em không sợ. Không có linh hồn nào hết. Không ai có thể làm hại em nào hết. Anh chị mong bố về. Có như vậy thì chị mới yên tâm đi xa được. Chị đi xa? Chị đi đâu vậy chị? Cô Út, về nhà đi. Phải rồi. Phải biến mất. Tìm nhau. Nó phải biến mất. Phải biến mất.